quyết tự tin tỏa sáng. Buổi gặp gỡ và trao đổi nội dung tuần học kế tiếp cùng với hai vị ban giám khảo quen thuộc. Những chia sẻ đầy thú vị cùng với nhà báo Phan Anh và chuyên gia thương hiệu cá nhân Mã Siêu về những câu chuyện thú vị xoay quanh vấn đề liên quan đến truyền thông báo chí. Cuối ngày là trải nghiệm ẩm thực Ấn Độ đa phương vị đầy màu sắc và vô cùng hấp dẫn cùng với bếp trưởng Phạm Tuấn Hải và những câu chuyện thú vị về đất nước xinh đẹp này. Như thường lệ, giám khảo Nguyễn Quang Dũng và giám khảo Trương Ngọc Ánh sẽ có một buổi gặp gỡ và trao đổi với các thí sinh về chủ đề học tập, nhiệm vụ thử thách và những lớp học trong tuần kế tiếp. Chúc mừng các em đã vừa hoàn thành xong một show diễn rất rất là thành công và ban giám khảo rất là ấn tượng với các em. Và tôi cũng biết rằng là vừa rồi các bạn chia tay với Kim Ngân thì cũng rất nhiều những cái quyến luyến, ngay cả bản thân tôi cũng như thế. Nhưng các em phải thấy đây là một cái điều mà mình nên học tập. Những cái ấn tượng để lại trong lòng chúng tôi đó là bạn Kim Ngân vẫn không quá buồn, nhưng cái mà lớn nhất ở chương trình dành cho bạn ấy đó là tình bạn. Đối với tôi như vậy, bạn đã là hoa hậu trong lòng mọi người rồi. Nên hy vọng các em cũng đây đó là cái mẫu để những cái số tiếp theo chúng ta chuẩn bị sẵn tâm lý và phải cố gắng nữa trong tuần này. Tất cả những sự nỗ lực của mình cộng với lại việc cố gắng trình diễn trong live show thật là tốt thì đã phần nào đem lại may mắn cho Thanh Nhàn. Và Thanh Nhàn mong rằng trong tuần này những cái sự cố gắng của Thanh Nhàn sẽ vẫn được giữ vững và kết quả sẽ vẫn mỉm cười với Thanh Nhàn trong tuần tiếp theo. 7 tuần đã trôi qua rồi thì chúng ta cũng gần đến đích rồi. Thì tôi tin rằng ở đây các bạn cũng không phải tới để chỉ học hỏi, để biết thêm. Và tôi muốn tất cả các bạn đều phải muốn mình chiến thắng thật sự. Và rõ ràng hiện nay chúng ta thấy về trình diễn hay về độ tự tin hay về chuẩn bị các em đều học và như nhau. Cho nên cái điểm cộng của điểm trong tuần là điều rất là quan trọng. Sau khi bị rơi vào tóc nguy hiểm như vậy thì mình cũng đã tự nói với lòng mình rằng mình phải cố gắng thật nhiều và nỗ lực hơn nữa, không phải để giành được chiếc vương miện lớn nhất mà mình sẽ thể hiện được hết khả năng của mình cũng như là làm được những gì mà mình muốn. Tôi xin nhắc các em một cách nghiêm túc và tôi mong rằng các em sẽ nỗ lực nhiều hơn vào những cái tuần sau. Mỗi tuần trong Lâu Đài Sắc Đẹp thì các bạn sẽ được làm quen với một chủ đề mới. Nếu như tuần vừa rồi các bạn được làm quen với cách thức giao tiếp cơ bản thì ở tuần này các bạn sẽ được gặp gỡ các nhà báo, các người nổi tiếng cũng như là các chuyên gia để chia sẻ, hướng dẫn các bạn cách giao tiếp ứng xử với truyền thông, với báo chí. Đây thật sự là một chủ đề hết sức thú vị bởi vì khi mà tiếp xúc với báo chí, với truyền thông, lúc đó chính là lúc bản thân các thí sinh cũng như bản thân Khuê có dịp thể hiện bản thân của mình, thể hiện trí tuệ cũng như sự tự tin. Giao tiếp ứng xử cũng sẽ rất là giúp ích cho các bạn trong cuộc sống của các bạn sau này. Với chủ đề tuần này thì chúng tôi cũng sẽ mời tới đây nhà báo Phan Anh và người quản lý của Jennifer Phạm, đó là anh Mã Siêu. Các bạn sẽ có một buổi trò chuyện cũng như giao lưu với hai vị này. Và sẽ được hai vị này kể những cái câu chuyện đã xảy ra ở trong nghề và cách ứng phó hay là cách trả lời giao tiếp với truyền thông. Tôi tin rằng với những cái buổi giao lưu và nói chuyện như vậy sẽ cho các bạn rất là nhiều điều bổ ích. Ngoài ra thì để
tăng thêm kỹ năng giao tiếp cho các bạn thì các bạn sẽ có một buổi giao lưu với MC nổi tiếng, đó là MC Thanh Bạch. MC Thanh Bạch sẽ giúp các bạn nắm bắt thêm những vấn đề làm thế nào để đối diện với nỗi sợ hãi khi giao tiếp nơi đông người. Thường thì giao tiếp nơi đông người thì các bạn sẽ làm cho các bạn cảm thấy không được tự tin, thì làm như thế nào để giữ được bình tĩnh để giao tiếp với mọi người một cách tự tin nhất, một cách quyến rũ nhất. Và làm thế nào để trở thành người quyến rũ và không chỉ hình thức mà còn ở tâm hồn các bạn nữa. Các bạn cứ thoải mái, nếu mà mình cảm thấy mình có những cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi, phải tận dụng cái cơ hội này. Tôi nghĩ là anh Thanh Bạch cũng sẽ có thể hướng dẫn cho các bạn những cái xóa đi những cái không khí căng thẳng, hay là mình sẽ gặp những cái tai nạn bất chợt ở tại sân khấu, hay lúc mình trình diễn thì mình sẽ ứng xử những cái điều đó như thế nào. Hay mình hiện nay thì tôi thấy là các bạn đang còn thiếu cái tính hài hước khi mà mình xử lý một cái vấn đề gì đó ở tại sân khấu cho nó duyên hơn, cho cái không khí nó đỡ nặng nề hơn. Thì tôi nghĩ là cái buổi giao lưu với anh Thanh Bạch sẽ rất là tốt, và các bạn phải chủ động hỏi những cái nghệ sĩ hay hỏi những cái người huấn luyện viên của mình nhiều hơn. Bởi vì tôi nghĩ là ra ngoài đời các bạn sẽ không có nhiều cơ hội để gặp những cái người như vậy đâu. Chủ đề tuần này giúp cho Khuê và các thí sinh có dịp tiếp cận một cách sâu sắc hơn, một cách thấu hiểu hơn những vấn đề cần thiết, cần phải biết và cần phải tránh, cũng như phải nên làm khi tiếp xúc với báo chí và truyền thông. Các bạn cũng sẽ có một thử thách tuần. Hầu như các tuần trước là các bạn phải học và phải ghi nhớ, đúng không? Thì tuần này cũng vậy, sẽ học và ghi nhớ nhưng mà sẽ có vận động nữa. Thì tôi nghĩ là thử thách tuần này nó sẽ thú vị hơn. Mà nếu như tuần trước thì các bạn đã được làm quen với ẩm thực Thái Lan, thì tuần này các bạn lại được làm quen với một ẩm thực cũng rất là thú vị, đó là Ấn Độ. Và hy vọng các bạn sẽ có những cái bữa ăn ngon và trải nghiệm ở một cái ẩm thực mà vô cùng là đặc biệt này. Các bạn sẽ có rất nhiều những điều bất ngờ. Để giúp các bạn hiểu biết không chỉ về mặt lý thuyết mà chúng tôi cũng muốn các bạn hiểu biết về thực hành trong giao tiếp cũng giống như phỏng vấn, thì chúng tôi cũng đã có mời đến một nhà báo rất là nổi tiếng nhiều năm qua, đã từng gắn bó với rất là nhiều chương trình Hoa hậu, đó là nhà báo Nguyễn Công Khế. Nhà báo Nguyễn Công Khế sẽ chia sẻ cho các bạn tôi nghĩ là rất là nhiều cái kinh nghiệm với một cái vai trò đã từng làm giám khảo rất nhiều cuộc thi Hoa hậu ở tại Việt Nam. Và tôi mong rằng các bạn sẽ học được nhiều ở trong cái lớp học này. Cũng khá lâu rồi, trước đây thì các bạn cũng đã được làm quen với huấn luyện viên người Philippines. Thì quay trở lại đây thì các bạn sẽ được làm quen tiếp tục với một huấn luyện viên đến từ Philippines nữa. Tuần này thì các bạn có những lớp học rất là đặc biệt với huấn luyện viên Manny Tongbanua, hướng dẫn trao đổi và góp ý với các bạn kỹ năng ứng xử và trả lời phỏng vấn, cách nắm bắt tâm lý người đối diện, cách đưa ra những câu trả lời thuyết phục và kỹ năng xử lý tình huống, cách điều chỉnh giọng nói và ngữ điệu khi trò chuyện. Mong các bạn sẽ cố gắng tập trung để mà trau dồi cho mình. Trong tuần này thì chúng mình sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia, những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông chuyên nghiệp. Thanh Nhàn hy vọng rằng trong tuần mới này mình sẽ có thể tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới, thêm nhiều kinh nghiệm để có thể phát triển được bản thân mình hơn. Quay trở lại thì tuần này thì các bạn sẽ lại được gặp gỡ với bác sĩ Alpha, chia sẻ những bí quyết trong việc làm thế nào để xác định đủ dinh dưỡng tiêu chuẩn trong một bữa tiệc ngoại giao như bữa tiệc ngoại giao lần trước. Và tôi nghĩ đây cũng là những chia sẻ hết sức hữu ích cho các bạn trong việc giữ gìn vóc dáng và cân nặng khi tham gia những bữa tiệc, để chúng ta không bị tăng cân hoặc là không bị thiếu năng lượng. Tôi cũng xin bổ sung thêm thì ở tuần này các bạn sẽ cũng có thêm một cái game vận động thể thao. Chúng tôi nghĩ là các bạn ở trong này cũng khá lâu ngày rồi, chúng ta cũng cần phải vận động và kiểm tra xem cái sức khỏe của chúng ta như thế nào. Và qua cái game này tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ bổ ích cho các bạn sau này các bạn thi ở những cái cuộc thi đường dài, thì chúng ta chuẩn bị sức khỏe thật là tốt. Rồi, ở đây có một cái nhiệm vụ tuần. Em có thể về chỗ đọc cho các bạn. Ừ,
thử thách tuần này rất là thú vị. Nhiệm vụ tuần, các bạn sẽ được huấn luyện viên Mỹ An đặc biệt hướng dẫn nhảy ballroom hay còn gọi là các điệu nhảy cổ điển thường gặp. Trong những phần giao lưu nhẹ của các bữa tiệc, các sự kiện, khi đó biết được vài điệu nhảy cơ bản sẽ là một lợi thế đối với các bạn trong mắt các khách mời hay đối tác của mình. Điều thú vị của thử thách tuần này đó chính là Khuê và các thí sinh sẽ không cần phải nhớ quá nhiều kiến thức, quá nhiều chi tiết như những thử thách tuần trước. Mà bù lại thì các thí sinh và Khuê sẽ phải ghi nhớ những động tác cho thử thách tuần, đó chính là bộ môn khiêu vũ thể thao. Cơ bản là mình rất là thích nhảy múa, thích nhảy nhót, nhưng mà mình chưa bao giờ mình được học những cái này cả. Thì một phần mình thích nhưng mà một phần cũng lo lắng vì mình sẽ làm không tốt nếu như mà cái bài tập thực sự là khó. Cách thức trả nhiệm vụ, các bạn sẽ được nhảy cùng huấn luyện viên. Sau đó huấn luyện viên sẽ chấm điểm dựa trên khả năng thực hành trong điệu nhảy của mỗi bạn. Chúc các bạn học tập và trình diễn thật tốt. Tôi nghĩ là vận động sẽ rất là thú vị, và một cái điều tôi nghĩ là cũng rất là cần thiết với các bạn khi mà đi giao tiếp hay đi tiệc, thì ít ra các bạn khi mà nghe một cái bản nhạc vang lên thì mình biết đó là cái điệu gì, và khi chúng ta biết điệu, thí dụ có ai mời chúng ta, ít ra chúng ta cũng nhảy được vài bước để cùng hòa chung với cái cuộc vui đó. Thế thôi, bây giờ là đủ cho buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng là các em sẽ có một giấc ngủ thật sâu để chuẩn bị cho một ngày mới. Những chia sẻ dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để các thí sinh nhìn nhận ra những ưu và khuyết điểm của mình sau mỗi đêm diễn trực tiếp, là những lời khuyên hữu ích cho các cô gái xinh đẹp của chúng ta. Với chủ đề tuần là giao tiếp và ứng xử, các thí sinh đã có một buổi gặp gỡ và giao lưu với nhà báo Phan Anh và chuyên gia quản lý thương hiệu cá nhân Mã Siêu về cách ứng xử và giải quyết những tình huống đầy bất ngờ khi đối mặt với giới truyền thông báo chí. Thật là may mắn khi mà trong chủ đề của tuần này, đó chính là chủ đề giao tiếp và ứng xử đối với giới truyền thông, thì tất cả các thí sinh đã được gặp gỡ anh Phan Anh và anh Mã Siêu, là những đàn anh đàn chị kỳ cựu trong giới truyền thông chuyên nghiệp. Mình là Mã Siêu và đây là Phan Anh. Rất vui hôm nay được đến được trò chuyện với các bạn để nói về chủ đề giao tiếp như thế nào với truyền thông một cách tốt nhất. Hy vọng chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện thật là vui, và mọi người phải chủ động hỏi nha. Cái gì không biết cứ hỏi. Để... Phan Anh. Thật ra thì chúng tôi đến đây để mong là sẽ trang bị thêm cho các bạn một số kiến thức để khi các bạn bước vào thế giới showbiz, nó có nhiều cám dỗ cũng như là có nhiều những cái vấn đề có thể các bạn tự lo lắng cho bản thân, và biết cách ứng xử với truyền thông cũng như là ứng xử với chính cái sự nổi tiếng của các bạn sau này. Chủ đề hôm nay là một cái chủ đề rất là cần thiết, mà một người nổi tiếng nào khi bước vào ngành giải trí cũng đều phải biết. Mình muốn hỏi các bạn một chút xíu, các bạn nghĩ phóng viên là người như thế nào? Mời bạn. Dạ, theo ý kiến của em thì phóng viên chính là người mà là cầu nối giữa nghệ sĩ hoặc là một người nổi tiếng với lại khán giả. Vì thông qua những bài viết của phóng viên, những hình ảnh của phóng viên mà khán giả có thể hiểu rõ hơn về người mà mình yêu mến. Còn ai có ý kiến nào khác? Mời em. Em bổ sung thêm ý kiến của Thúy Vân là em nghĩ là phóng viên thì sẽ là một người nắm bắt tình hình, nắm bắt thông tin rất là tốt, rất là nhanh, và cần sự rất là khéo léo để mà có thể nói chuyện với người mà mình muốn phỏng vấn và lấy thông tin. Mình thấy có một cái điều mà hình như các bạn giấu đi. Mình thấy rất là nhiều bạn người nổi tiếng họ ghét phóng viên lắm, vì là những người luôn là soi mói vào đời tư của họ. Những cái gì mà họ không thích thì họ cứ khơi lên mặt báo, và họ cứ suốt ngày một status và viết lên Facebook chỉ là rất là bình thường, là họ có thể nghĩ ra là cô A đang tố cô B, cô C đang giật chồng cô A. Đó, tại sao các bạn không nói điều đó? Chính vì điều đó cho nên đối với em, phóng viên giống như một người bạn, nhưng đó không phải là người bạn thân, mà là một người bạn mình phải tìm cách lấy lòng. Đó chính là suy nghĩ của em về phóng viên. Tức là đối với em là phóng viên là một người bạn rất là nguy hiểm, và mình phải biết cách lợi dụng họ. Bởi vì một người bạn thân là một người mà chúng ta có thể thoải mái chia sẻ bất tất cả mọi thứ, từ những bí mật cho đến những chuyện rất là riêng tư. Tuy nhiên đối với phóng viên, em lại xếp phóng viên vào một dạng người bạn khác. Đó là những người bạn mà mình cần phải thể hiện bản thân mình, cần phải lấy lòng họ, phải làm một cách nào đó để họ yêu mến mình.
Bởi vì khi mà phóng viên đã yêu mến bạn thì có nghĩa rằng khán giả cũng sẽ yêu mến bạn. Cho nên lấy lòng phóng viên nghĩa là lấy lòng được khán giả. Gọi là mua chuộc ấy. Khi mà đã có được thiện cảm từ truyền thông thì việc tiếp cận với lại công chúng trở nên đơn giản hơn, dễ dàng hơn và gây thiện cảm với công chúng nhiều hơn. Tôi cảm thấy là tội nghiệp cho tôi. Bởi vì là tự nhiên công việc của tôi trở thành một cái gì đó nó rất là đóng vai ác ở trong xã hội. Thì thật ra là cái điều này nó có tính hai mặt thôi. Tất cả vấn đề trong xã hội đều có tính hai mặt. Ở đây là công việc. Đây không phải là một cái cuộc chiến để mà báo chí giết nghệ sĩ hay nghệ sĩ giết báo chí. Đơn giản đây là một cái sự cộng sinh. Rõ ràng nghệ sĩ cần mới đến báo chí và báo chí cũng cần đến nghệ sĩ. Nghệ sĩ là nguồn tin, còn báo chí là người đưa cái nguồn tin đó ra ngoài. Vậy thì chúng ta ở đây là gì? Chúng ta là cộng sinh. Khi bạn bước ra khỏi cuộc thi này hay về sau thì bạn sẽ gặp những cái buổi phỏng vấn, đúng không ạ? Đó là một việc rất là thường xuyên hàng ngày đối với các bạn. Có thể phỏng vấn qua mail, phỏng vấn trực tiếp hay tất cả. Được, cái quan trọng nhất là phỏng vấn trực tiếp. Thì sẽ mở đầu thì anh sẽ nói về cái làm thế nào để chuẩn bị một cái buổi phỏng vấn với phóng viên báo chí như thế nào. Khi mà một phóng viên tìm đến các bạn, họ sẽ cho các bạn biết ít nhất là hai điều cơ bản như sau: tôi đến từ báo nào và tôi tìm đến bạn vì vấn đề gì. Và cái việc tôi đến từ báo nào cho bạn một cái dữ liệu để bạn biết rằng đối tượng độc giả của tờ báo đó là ai và các bạn sẽ phải chuẩn bị nói như thế nào. Cái dữ liệu thứ hai là tôi tìm đến bạn để làm gì. Ví dụ bạn đã vừa đăng quang mà tôi tìm đến bạn, tôi phỏng vấn về cái sự đó, thì các bạn đã có một cái dữ liệu rất lớn để chuẩn bị cho cái đó rồi. Các bạn sẽ không phải lo lắng về những cái chuyện khác nữa và tập trung vào cái đó. Thì cái công việc chuẩn bị để làm sao đáp ứng được hai cái dữ liệu đó là công việc đầu tiên và quan trọng nhất. Và các bạn chuẩn bị như thế nào thì tôi lại phải mời anh Siêu. Để mình có một cái cuộc gặp gỡ báo chí nó thành công, tức là nó không phản lại tác dụng, tức là không đưa hình ảnh bạn lên cao mà đang nhìn hình ảnh bạn xuống sâu, đúng không? Thì mình cần xác định một số vấn đề cơ bản và quan trọng như thế này. Thứ nhất, các bạn phải xác định được cái thời gian của cuộc phỏng vấn. Thứ hai, địa điểm, nội dung cuộc phỏng vấn. Thứ tư là cái báo đó là như thế nào. Và cái thứ năm cũng quan trọng chút xíu là phóng viên đó là ai. Nếu mình có những cái mối quan hệ, mình có thể hỏi chị B, chị C nó như thế nào, đúng không? Thích cái gì chẳng hạn, mình tạo cảm giác là mình cũng rất là ngưỡng mộ họ chút xíu gì đó ha. Tất nhiên là đừng có thảo mai quá. Có một điều mà tôi muốn nói mà các bạn nên hạn chế, đó là trả lời phỏng vấn qua mail. Đúng. Không một phóng viên nào muốn nhận được một bài trả lời phỏng vấn qua mail. Đồng ý rằng là một bài trả lời qua mail thì chúng tôi sẽ rất là dễ dàng trong việc là biên tập nó, chỉnh sửa nó, nhưng mà những bài trả lời phỏng vấn qua mail là những bài trả lời, chúng tôi gọi nó là những bài phỏng vấn chết. Bởi vì tất cả những câu hỏi là tỉnh, câu trả lời cũng tỉnh. Chúng tôi mong đợi một sự face to face, một cái đối mặt. Và tôi đưa ra những câu hỏi và các bạn trả lời. Đúng là cái điều mà anh Văn anh nói. Đó là một vấn đề của rất là nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam. Không dám đối mặt với phóng viên. Cứ sợ người ta sẽ vặn cái này vặn cái kia. Không lẽ giờ anh gửi cho em một cái file tài liệu em đọc thì chúng ta đâu gặp nhau làm gì, đúng không? Sự giao tiếp nó sẽ cởi mở ra nhiều vấn đề, mình sẽ hiểu nhau hơn. Thì nói chung là tất cả mọi lý thuyết đều là màu xám. Thì bây giờ mình, tôi nghĩ là chúng ta nên thực hành đi. Đúng rồi, mình sẽ có một cái cuộc có hai ba bàn gì đó đi. Cho anh Phan anh mình xoay một chút xíu thì mình sẽ thấy là sẽ có những cái vấn đề nào đó chúng ta sẽ đúc kết từ cái câu chuyện đó. Nãy giờ là tôi nhìn thấy cô kia, cô nhìn tôi cười hoài, không biết có thích không? Không, bên này nhìn bên này. Đúng không em? Bên này đúng không? Không, nãy giờ tôi thấy là nhìn tôi hoài, chắc là... Nhìn em thì anh biết. Không, thì anh cũng nhìn em hoài, chắc là vậy đó. Thì rồi, em tên là Dana. Rồi, anh sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn với em. Dạ. Rồi, mời em lên đây đi. Chào em, anh là Phan Anh. Em tên Dana. Hôm nay anh phỏng vấn em bởi vì anh vừa nghe tin là em vừa đăng quang trong cái cuộc thi này. Và đây là buổi phỏng vấn đầu tiên của em. Cho nên anh muốn khai thác một số thông tin mà các bạn chưa có biết. Hãy thử tưởng tượng là ngay khi em vừa đăng quang thì có một cái tin nhắn của một bạn thí sinh ở trong cuộc thi nhắn đến cho anh, nói rằng là em có một mối quan hệ không được bình thường với một trong các vị giám khảo.
Và em nghĩ sao với điều đó? Em sẽ khẳng định là em không hề làm cái điều đấy. Và khi mà em biết là em không làm thì em cảm thấy không có gì mà mình phải lo sợ cả. Bởi vì không có một cái bằng chứng nào nó xác minh được là em đã làm cái điều đó. Tại vì chỉ là một tin nhắn thôi, và cái lời nói thì ai cũng có thể nói được. Và tất nhiên khi mà là một người nổi tiếng bên cạnh những người yêu thương mình thì sẽ có rất là nhiều người họ không thích mình và họ tìm cách để mà họ dìm mình xuống. Thì em cảm thấy một tin nhắn mà nếu mà nó không hề có thật thì nó không thành vấn đề. Dana rất là hồi hộp, Dana run đến nỗi không trả lời được hết những ý mà mình đã sắp xếp trước. Cô gái này nói rằng trong cuộc thi cô đấy thể hiện tốt hơn em rất nhiều. Nhưng mà em có sự yêu ái của anh Mã Siêu là trưởng ban giám khảo, cho nên em luôn được chấm điểm cao hơn cho dù là em không thể hiện tốt. Em có muốn anh đọc tên cô gái đó không? Dạ, anh có thể đọc. Dạ, em cũng muốn biết ạ. Cô gái đó tên là Thanh Nhàn. Em xin trả lời câu hỏi của anh đó là về cuộc thi thì đây là một cuộc thi truyền hình thực tế, thì không có cái điều gì gian dối hay là sai lệch trong này hết. Thì cuộc thi này nó hoàn toàn là công nhận những ai cố gắng và loại bỏ những ai mà chưa thực sự cố gắng. Chị Nhàn cũng thể hiện rất là khá tốt trong tất cả các phần, nhưng mà có thể là do lý do gì nào đó mà có một vài tuần hay là như thế nào đó mà chị Nhàn chưa có thể hiện tốt, thì còn những cái tuần còn lại thì em đều thể hiện tốt cả. Thì khi mà tốt hay không là do ban giám khảo và do khán giả đánh giá em. Cho nên là nói về cái tin nhắn như vậy thì em thấy có thể em có thể nói thẳng một câu là có thể con gái mà có thể có một chút ganh tị như thế nào đó mà nhắn tin như vậy. Yêu cầu rất là vui vì hôm nay được nói chuyện với em, đặc biệt là khi em vừa mới đăng quang cuộc thi này xong. Trong cái đêm chung kết khi mà gia đình em lên để chúc mừng thì anh có thấy có mẹ em, anh thấy có ba em, anh thấy có anh trai và có thấy một cậu nhóc nhỏ nhỏ nữa. Không biết em không hề nhắc gì đến cậu nhóc đó trong quá trình em thi, thì không biết đó là ai. Cái cậu nhóc đến trong buổi hôm đó chính là là em trai của em trai út của em. Em trai út của em hả? Mới em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi. Em 25 tuổi mà cậu nhóc đó chắc anh nghĩ là tầm khoảng 4 tuổi thôi. Dạ vâng ạ. Cậu nhóc đó chính là con riêng của mẹ em và bố dưỡng em sau này. Dạ. Và cậu nhóc đó gọi em bằng mẹ. Vừa bước lên sân khấu đã chúc mừng mẹ. Một cái tình huống phải nói là rất là éo le, hy hữu, rất là đặc biệt trong cuộc sống đời thường đối với một người nổi tiếng. Thực sự ra thì cái thông tin đó em chưa từng chia sẻ với các anh chị báo chí. Em cũng mong muốn là sau buổi chia sẻ này thì có thể anh sẽ hiểu rõ hơn em nhiều hơn, vì cái thông tin đó thực sự anh là người biết đầu tiên. Em cũng không ngại chia sẻ nữa nếu mà anh cũng đã biết về sự thật đó rồi. Đó là đứa con của em và đứa con mà em cũng rất là thương yêu và rất là cố gắng làm hết tất cả mọi thứ để có thể giúp cho con em có một cuộc sống thật là tốt. Ban tổ chức có nói với em rằng là cuộc thi này không dành cho những người phụ nữ đã lập gia đình hoặc có con? Thực ra thì tất cả những cuộc thi đều có thể lệ của nó, và đúng là như anh nói, vì chỉ đơn giản nghĩ rằng khi mà mình chưa đăng ký kết hôn thì sẽ có một cái may mắn nào đó le lói và sẽ giúp em có cuộc sống tốt hơn sau này cho con em. Em nghĩ rằng sau cái cuộc nói chuyện này, bản thân em sẽ là người trực tiếp có những cái tiếng nói của mình để chia sẻ và xin lỗi dư luận. Và em xin phép qua anh và qua tờ báo của anh thì em cũng mong muốn gửi đến lời xin lỗi tới toàn thể mọi người, và sẽ họp với báo chí cũng như là họp với lại ban tổ chức để đưa ra một cái đường hướng tốt nhất cho cái việc mà em đã gây ra. Khi mà mình khéo léo, mình mềm mại và biết cách để mà có thể sẻ chia và mong muốn được cái sự thông cảm của người khác thì bản thân mình phải là một người chân thật trước. Em cảm ơn em. Dạ.
Rồi, các bạn có ý kiến như thế nào về phần trả lời phỏng vấn vừa rồi? Mời em. Đầu thì chị Nhàn xử lý chưa khéo về cái việc mà là em trai gì đó, nhưng mà lúc sau thì lại đổi lại đó là con. Thì em thấy là mặc dù nó hơi lủng củng nhưng mà nó đã thể hiện được cái sự thành thật. Và một cái cách rất là hay, một cách xử lý tình huống rất là hay, đó là chị luôn xin lỗi công chúng, luôn mong được nhận cái sự thông cảm từ dư luận, từ khán giả, từ báo chí, từ tất cả mọi người. Và chị cũng đưa ra cái đường lối luôn, đó là họp lại với báo chí, với ban tổ chức, tức là có rất là nhiều người, những người trong ngành, và họ sẽ đưa ra một cái cách xử lý thật là chính xác và ai cũng sẽ hài lòng với điều đó. Lena đã rút ra được cho bản thân mình những cái bài học rất là quý báu trong cái cách ứng xử cũng như là trong cái cách mà trả lời phỏng vấn với giới truyền thông, báo chí. Rồi, em cảm ơn em. Theo em thì em có một cách giải quyết như thế này. Bởi vì sự việc cũng đã diễn ra rồi, ngay từ đầu. Ví dụ như chị Nhàn đã có ý định tham gia cuộc thi thì chị biết rõ rằng mình đã có đứa con, như thế là phạm quy chế, thì ngay từ đầu chị không nên tham gia. Nhưng một khi đã tham gia và chị đã đại danh hiệu rồi thì chị phải suy nghĩ đến một điều rằng chị là đại diện của cuộc thi, là hình ảnh của cuộc thi. Thì em nghĩ để tránh cái trường hợp là mình vẫn tiếp tục sự nói dối nhưng mà cũng tránh để lại những hình ảnh không đẹp cho cuộc thi, cũng như những cái nhìn không mấy thiện cảm từ phía truyền thông và công chúng, thì nên có một cách giải quyết một cách êm đẹp hơn. Một cách giải quyết đó chính là thay vì ngồi trước màn hình hay ngồi hay lên mặt báo mình nói về tất cả những cái điều đó, thì nó sẽ là một cú đánh rất là lớn vào ban tổ chức về cuộc thi. Thì thay vì như thế thì em nghĩ chị Nhàn nên đến gặp ban tổ chức, chứ là một cuộc nói chuyện riêng giữa những thành viên trong gia đình, để có một cách giải quyết và dàn xếp một cách như đó êm thấm nhất, tốt đẹp nhất, vừa để lại hình ảnh đẹp cho chính bản thân chị Nhàn, cũng như để lại điều, những cái hình ảnh tốt đẹp cho cuộc thi, cũng như cái nhìn thiện cảm cho công chúng và báo chí. Rồi, anh thấy em nãy giờ im lặng mà sau đó giơ tay, sao em? Tại vì em đặt trường hợp nếu mà em được anh hỏi về cái vụ việc đấy thì em sẽ không trả lời là để về hỏi ban tổ chức, mà em sẽ bảo với anh là khi em tham gia một cuộc thi thì ban tổ chức đã xác định hết cái hoàn cảnh lý lịch của em. Thì em nghĩ là anh có thắc mắc cái gì đó về cái hoàn cảnh lý lịch của em thì liên hệ với ban tổ chức. Buổi học hôm nay khá là bổ ích và có một chút gì đó rất là thực tế, có thể làm cho mọi người nắm bắt được thông tin. Và chính vì vậy mà tất cả mọi người đều hưởng ứng những câu chuyện một cách rất là nhiệt tình. Các bạn đã trả lời rất là sôi nổi rồi. Chúng ta ở đây có một chuyên gia về truyền thông, và tôi muốn hỏi ý kiến của anh Siêu về điều đó. Đây là một tình huống mở, có rất nhiều câu trả lời cho các bạn lựa chọn. Một scandal có thật, xuất phát điểm là tức là thí sinh họ đang che giấu một sự thật, làm cho cuộc thi mất đi tính công bằng. Và giờ đây báo giới họ phát hiện ra được điều đó thì rất là khó đâu, mọi người ai cũng có một cái câu trả lời cũng nghĩ là đúng hết. Ở trường hợp này rất là khó để có một câu trả lời hài lòng với tất cả mọi người. Nhưng cái quan trọng nhất tức là khi bạn đang giống như một cuộc chơi game ấy, tức là bạn đã thua rồi 1-0 rồi. Sự thật là do bạn đã lừa dối, bạn nói là em muốn thay đổi cuộc đời mình, đó là ích kỷ cá nhân, bạn cướp mất tương lai của người khác, bạn làm xấu đi hình ảnh của đất nước rất là dữ dội, báo chí ném đá, mạng xã hội ngập tràn, đúng không? Thứ nhất quan trọng, nếu scandal có sự thật, tốt nhất thừa nhận đó là sự thật, không đổ lỗi bất kỳ lý do gì cả. Cái thứ hai, bạn cung cấp thông tin vừa đủ khi đối mặt với một scandal, họ đang đến vào cái chỗ nào thì mình phải có những thông tin để mình bảo vệ điều đó, có con có thật hay không, nếu có thì cứ nhìn là có, nếu không có thì mình đưa ra những bằng chứng rõ ràng, chi tiết, ngắn gọn để khẳng định, để phủ nhận điều đó. Và cái tinh thần của tất cả mọi thứ mà mình thấy là các bạn đều nói được, đó là sự chân thật, luôn chân thật trong tất cả mọi thứ. Bạn không thể một tay có thể che được bầu trời, hãy luôn chân thật khi đối mặt với scandal để giúp cho công chúng, thay vì họ ghét mình thì họ bớt ghét, họ có thể yêu mình hơn, bảo vệ mình hơn trong những cái scandal. Người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, một người nói chút xíu thôi, người nói bồi chút xíu là vấn đề này để bảo vệ mình, người kia bồi thêm chút xíu để bảo vệ mình, người thứ hai, thì mình tạo ra một cái công chúng, một lượng fan với mình để bảo vệ mình, họ là người nâng mình lên và người sẽ bảo vệ mình trong tất cả mọi cuộc chiến. Thì bạn cần có những người đó. Thì theo quan điểm của mình và những gì mà mình nghiên cứu trong về quản lý khủng hoảng thì đó là ba nguyên tắc sống còn.
để khi bạn đối mặt với mọi scandal. Sự mềm mại và luôn luôn làm cho mọi người có cảm tình với bọn mình, đó chính là điều quan trọng nhất. Thực sự thì hôm nay Phan Em với Siêu rất là vui được đến đây nói chuyện với các bạn. Tuy nhiên thì cái thời gian không rất là ngắn thôi. Bọn mình cũng đi nói được một số cái vấn đề cơ bản, kiến thức cơ bản nhất để các bạn có một cái hình trang tương đối khi bạn ra ngoài tiếp xúc với báo chí, xây dựng cho mình cái truyền thông quản lý khủng hoảng như thế nào là tốt. Các bạn sẽ học rất là nhiều từ những người phóng viên, từ những người đồng nghiệp, từ tất cả mọi người để hoàn thiện khả năng của mình nói chuyện với công chúng, làm việc cái tác động như thế nào ha. Thì mình rất là vui và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong tương lai. Anh chỉ muốn nói là chúng ta hãy coi báo chí như những người bạn. Chúng ta thành thật với tất cả những tin chúng ta đưa ra. Chúng ta mềm dẻo, chúng ta giải quyết vấn đề. Và cuối cùng là chúng ta có tài năng, chắc chắn chúng ta sẽ tỏa sáng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tuần trong lâu đài sắc đẹp sẽ là một màu sắc ẩm thực đến từ những vùng đất khác nhau. Trong tuần này, các thí sinh sẽ được trải nghiệm ẩm thực Ấn Độ độc đáo cùng với bếp trưởng Phạm Tuấn Hải, tìm hiểu về những món ăn hấp dẫn, những vấn đề xoay quanh đất nước xinh đẹp này. Đối với riêng bản thân mình cảm thấy rất là hào hứng vì trước đó thì mình cũng rất là thích đồ ăn Ấn Độ, đặc biệt là món cà ri. Chào các bạn. Hôm trước chúng ta thưởng thức và tìm hiểu về văn hóa ẩm thực của người Thái, đúng không? Món ăn Thái. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về văn hóa ẩm thực của người Ấn Độ. Tất cả những món ăn hôm nay là món ăn từ Ấn Độ. Các bạn cũng biết là Ấn Độ là một nước đông dân thứ hai trên thế giới và là nước đứng thứ 7 về diện tích. Và điều đặc biệt là Ấn Độ tiếp giáp với rất nhiều các nước trong khu vực và là thuộc khu vực châu Á. Các bạn biết quan niệm mà khó nhất của người Ấn Độ, các bạn đã, có thể các bạn đã từng đọc sách rồi, các bạn biết là trong cách giao tiếp của họ rất là khó khăn. Khi mà vào với nhau thì hai người đàn ông có thể bắt tay nhau, thế nhưng mà không bao giờ được phép bắt tay phụ nữ. Mà chỉ khi nào người phụ nữ chủ động đưa tay bắt thì mình mới được bắt, chứ còn không được phép là đưa tay bắt tay người phụ nữ, thì đó là cái mà người ta tối kỵ. Cái nói đến đất nước Ấn Độ là người ta nói đến cà ri. Nói đến cà ri thì người ta lại nói đến Ấn Độ. Tại sao vậy? Anh nghĩ chắc là ở Ấn Độ người ta có trồng những loại gia vị để tạo nên cà ri. Đấy cũng là một ý. Còn theo các bạn thì sao? Đặc biệt á, người Ấn Độ lại có một cái rất hay là vì do vấn đề địa lý của họ. Sa mạc cũng có, mà băng giá tuyết cũng có, và đồi núi cũng có, lại có cả vùng nhiệt đới nữa. Thế nên thành ra là văn hóa ẩm thực của họ nó ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề khí hậu. Về tất cả những gia vị của họ rất là phong phú. Có thể nói là đất nước Ấn Độ là đất nước mà có hầu hết tất cả các gia vị trên thế giới. Nên thành ra là tất cả những món ăn của họ là đều tẩm ướp gia vị. Trước đây khi mà chưa tiếp xúc nhiều với nền ẩm thực của Ấn Độ thì mình cũng đã thích, rất là thích ăn món cà ri rồi. Và đến ngày hôm nay mà được anh Hải chia sẻ nữa thì mình lại càng thích hơn. Những cái món cà ri của Ấn Độ thì thực sự là rất là ấn tượng với Thư. Vừa cay, vừa béo nhưng mà lại vẫn có một cái vị gì đó rất lạ, rất đặc trưng. Và cái màu mà theo các bạn biết, màu đặc trưng của món ăn của Ấn Độ và cái phong tục của người Ấn Độ, cái màu gì họ thích nhất? Vàng. Ai? Ai đỏ? Ai vàng? Phần lớn các món ăn của họ là ảnh hưởng rất nhiều màu vàng. Và màu vàng ảnh hưởng đến từng gọi là những cái hoạt động về tôn giáo của họ. Đến ngày cưới của họ thì cô dâu bao giờ cũng phải phết lên trên mặt rất nhiều những cái bột nghệ vàng, rồi những cái màu vàng, rồi cho kể cả đến khi mà họ đi thờ cúng ấy, thì cái màu vàng cũng là cái màu mà mang lại rất nhiều những cái may mắn cho họ. Ngày hôm nay được tiếp xúc với lại ẩm thực Ấn Độ và được sếp Hải chỉ dạy rất là nhiều điều về ẩm thực Ấn Độ thì tôi cảm thấy rất là thích thú, không chỉ về món ăn mà cả về những cử chỉ, hành động cũng như là địa lý. Bây giờ này, các bạn sẽ
bắt đầu sử dụng những cái món này nhá. Giờ mời các bạn. Đã. À, anh hỏi rồi. Người Ấn Độ họ cũng sẽ dùng đũa. Người thường á, người Ấn Độ là dùng tay để ăn. Người phần lớn là dùng tay. Các bạn biết dùng tay nào không? Tay trái, tay trái, tay phải ạ. Tay phải, tay phải. Ai phải? Ai trái? Tay thuần. Ăn trái hả? Không được phép. Hai tay hả? Ok. Chỉ được phép dùng tay phải để ăn thôi. Nếu như mà không may người nào mà thuận tay trái thì đành phải chấp nhận, phải cố gắng dùng tay phải. Chứ người ta cho rằng là nếu mà dùng tay trái là mất vệ sinh, không sạch sẽ, và họ cảm thấy rằng là rất khó chịu khi mà ngồi ăn với một người mà ăn tay trái. Quấn với ớt chuông này, với cả phô mai em ăn thử xem. Đấy, đằng kia, đằng kia. Đấy, đấy. Rồi quấn cơm cũng được. Đấy. Ở kia có các bạn lấy giúp ít ớt chuông này, phô mai cho lên. Trong khi ăn thì sếp Hải cũng luôn nói về cái cách thức người Ấn Độ ăn như thế nào, ăn ra sao, cũng như là phong thái của họ. Thư nghĩ là trong cái tuần lễ mà Ấn Độ này, Thư sẽ có biết thêm được rất là nhiều món ăn ngon của Ấn Độ, cũng như rằng là cách thức ăn của một cái đất nước châu Á rất là nhiều màu sắc, để lại khá là nhiều ấn tượng về trong món ăn. Rồi, các bạn chú ý nha. Hôm nay Hải cũng để các bạn ăn xong rồi để các bạn nhớ, để các bạn hiểu hơn về văn hóa ẩm thực của Ấn Độ. Thì người Ấn Độ á, đạo của họ là đạo Hindu, và đạo Hindu thì tuyệt đối không ăn thịt bò. Bởi vì các bạn hình dung như cái bức tượng á, thì thường các bức tượng bao giờ cũng cưỡi trên một con bò, và là bò á là gần như là một cái gì đó mang tính chất tôn giáo để họ thờ, nên là họ không bao giờ họ ăn nhá. Bò á là họ chỉ có sử dụng ví dụ như sữa để họ làm ra các món phô mai thì họ làm, chứ họ không bao giờ họ sử dụng thịt bò trong món ăn của họ nhá. Đấy là cái điều các bạn cần phải chú ý. Sếp Hải hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều về những cái kiến thức cơ bản về Ấn Độ, và phải công nhận một điều là hôm nay sếp Hải làm món cà ri rất là ngon, và song song đó thì có nhiều món ăn mới. Khi mà người ta ngồi vào bàn ăn, và cái nghi thức ăn của người Ấn Độ á, thì bao giờ á, họ cũng để người lớn tuổi ngồi ở giữa. Đấy, bao giờ trong bàn tiệc á, bao giờ để người lớn tuổi ngồi ở giữa, sau đó á, thì cái người nhỏ tuổi nhất á, thì lại ngồi kế ở bên. Ngồi ví dụ như ngồi này thì giả dụ như em thì hai người ngồi bên cạnh thì phải là người ít tuổi nhất. Thường là đấy là cái nghi thức của họ, họ là như vậy. Không, thực ra thì đối với người Ấn Độ thì họ lại rất cởi mở. Rất cởi mở trong cái lúc mà sử dụng món ăn, giống như là họ rất là vội vã. Nhưng người Pháp thì rất là chậm, ăn một miếng xong rồi để ra buông đĩa xuống, để xong rồi bắt đầu nói tiếp, đúng không? Thế nhưng mà đối với người Ấn Độ thì họ không nói là không được nói, mà họ gần như là cái chuyện ăn uống đối với họ lúc đấy là họ ăn rất là nhanh, và họ giao tiếp với nhau vừa ăn rồi. Đây á, người Ấn Độ kết hợp rất hay và rất là nhuần nhuyễn những cái món tinh bột này, sữa này, rồi rau củ quả này, rồi thịt này. Ít khi, rất ít khi họ ăn một cái gì đó riêng biệt. Anh ơi, lá bên ngoài bọc tôm là lá gì? Ăn chưa? Em chưa. Rồi, thử đi. Kể nó. Nó giống củ ý cơ. Con cái nè. Đúng rồi. Con như bóng như tôm cá. Món ăn á, nó không phải là một cái gì nó cao sang, mà vấn đề là nó kết hợp với nhau, nó có hài hòa hay không. Đúng không? Lá lốt có phải cao sang không? Không. Nhưng mà bò mà nướng ra nó là rất là căng. Tất cả những món ăn của anh Hải đưa đến cho tụi mình thì ăn rất là ngon. Và tụi mình nghĩ là tuần này thì những cái món ăn này khá là thú vị. Lá cải xanh. Thử đi. Lần trước mình đã xong... đến giờ
Này, mình đã học được bao nhiêu món của các nước rồi? Các bạn có thể nói lại xem nào. Nhật, Hàn Quốc, Ý, Việt Nam, Thái, Ấn Độ, bảy nước. Ok. Các bạn cố gắng nhớ những món ăn mà mình đã từng học và những cái phong cách của họ, những cái phong cách nấu nướng của họ. Khi mà các bạn nói đến văn hóa ẩm thực ấy, các bạn nhớ ba điều. Thứ nhất là nó ảnh hưởng về vấn đề tôn giáo. Thứ hai, ảnh hưởng về khí hậu. Thứ ba là địa lý. Thì những cái đó là những cái nguyên nhân để tạo ra cái văn hóa ẩm thực ở các vùng miền khác nhau. Những kiến thức đó nếu như được nói trong bữa ăn, nó sẽ mang một tinh thần mới và bọn mình sẽ dễ tiếp thu hơn. Và đây sẽ là chính là những kiến thức mà bọn mình sẽ mang theo để sau này trong cuộc sống hay trong cuộc thi, bọn mình có thể thể hiện cho tất cả mọi người thấy về kiến thức của bọn mình. Tuần tới thì mình cũng sẽ có những cái món ăn khác. Chúng ta sẽ có một cái tổng hợp về tất cả các văn hóa ẩm thực của các nước. Và các bạn sẽ phải làm sao thể hiện, làm sao mình thật sự là hiểu về văn hóa ẩm thực của các nước. Món cuối cùng á là món xoài với cả món chuối chiên nhá. Rồi chúc các bạn làm sao thành công hơn nữa. Có thể mở làm sao nhà hàng. Mở nhà hàng đúng không? Có thể mở nhà hàng của các nước. Nếu như mà có mở thì cố gắng mời mình tới nhá. Ok. Rồi chúc các bạn ngon miệng nhá. Hy vọng rằng là hẹn các bạn vào tuần tới. Ok, chào. Tập tiếp theo, lớp học fitness cùng huấn luyện viên DJ với những động tác thú vị và hiệu quả cao trong việc giảm lượng calo dư thừa. Buổi tập luyện nhiệm vụ tuần đầu tiên cùng với huấn luyện viên Mỹ An duyên dáng thân thiện. Lớp học thú vị và cực kỳ vui nhộn cùng với MC Thanh Bạch. Cuối ngày là những chia sẻ đầy cảm xúc với những cuộc gọi điện thoại về cho người thân sau bao nhiêu ngày xa cách. Quý vị khán giả hãy cùng dõi theo 12 cô gái còn lại tại lâu đài sắc đẹp vào lúc 19:55 hàng ngày trên kênh VTV6 và trên các kênh VTV3, VTV4, VTV9 và VTV Cần Thơ 1. Quý vị khán giả cũng đừng quên nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích.